không đỡ chờ đợi lâu, Khải rồi tiếp tục AMGTEL. AMGTEL, à nhìn vào chắc là anh này là Thúy Yên rồi nè, Thúy Yên đào này, Thúy Yên sông đào này, chưa biết được có hàng không. Ồ, cũng là một cầu thủ giấu hàng nè, cũng là một cầu thủ giấu hàng luôn nè mày, cũng là một cầu thủ giấu hàng. Đây, đừng nên xem, phải Thúy Yên không? Ừ, biết Thúy Yên võ đang đã hỏi đấy, cầm cái đào này khó tính quá. Thúy Yên hay võ đang vậy, hãy hỏi thử Thúy Yên võ đang nè. AMGTEL được hay không? Tại vì là nhìn vào cái vũ khí thì một là gió đang, hai Thúy Yên, ba là Thiên Nhẫn nè. Đó, hỏi cho nó chắc rồi, tại vì người này không nằm trên top, hiện tại người ta đang giấu hạng nè. Người ta đang giấu hạng nên là Khải không biết là phải gì. Rồi chúng ta cùng xem nhẹ qua rồi chúng ta cùng dự đoán nha. Khải nghĩ Thúy Yên cơ hội Thúy Yên là cao. Tiếp tục nè. Đầu tiên có cho mình một cây vũ khí kháng hậu 25 chống 40. Và cây vũ khí này thì Khải không nhầm thì ở trên group đang rao giá với 6 triệu Việt Nam đồng. 6 triệu Việt Nam đồng nha anh em. Thì không biết anh này mua bao nhiêu, nhưng mà Khải nghĩ nếu mà cái đao này anh ta mua được 4 triệu thì cũng ok nè, 4 đến 5 triệu, 6 triệu đó thì mình không biết mà người ta ra 6 triệu đó. Còn cái này Khải nghĩ thì tương đối về cái suy nghĩ của Khải thôi. Khải suy nghĩ của Khải là cái đao này nó nằm giá khoảng 4 triệu hoặc 4 triệu hơn đó. Còn người ta mua như thế nào Khải không biết nha. Rồi tiếp đến cái vũ khí, rồi sẽ đi đến một cái nón. Một nón chón kháng họ luôn, đẹp quá. Cái này gió đang hả? Ok, gió đang. Ok, một cái nón kháng họ chón, kháng họ chón 40. Một cái 25, một cái 19. Gió đang như thế này là kháng họ quá đẹp rồi. Coi giá chuyện coi. Cái nón này 19-40 sinh lực. Thì nón này cũng khá là khó tìm ở server. Nhưng mà tại vì cái kháng họ khá là cao nè. Chứ còn những cái mà kháng họ 10, 11, 12 chống 40 thì khá là nhiều. Nhận cái nón này Khải nghĩ nếu mà mua gọi là mắc thì khoảng tầm 5 kim. Mắc khoảng tầm 5 kim. Đúng rồi em, nghĩ một tiếng tầm 5-7 triệu đô lại là có mặt chơi rồi em. Ồ, giá truyền khá là đẹp luôn. Giá truyền kháng cả 13. Rất tiếc là cái dòng nội lực không phải là sinh lực nè. Rất tiếc nha. Tại vì gió đang á, nhiều anh em không biết ở cầm server này nè, gió đang là mang sinh lực thì nó mới cộng vào cái nhân vật của mình. Còn anh em mang nội lực 99 như thế này á thì nó coi như không có tác dụng nè. Nó không cộng được cái gì mana luôn. Anh em cứ thử trải nghiệm đi là anh em biết. Tại vì Khải đã chơi gió đang rồi ở server này luôn. Thì Khải nói, thì những cái nói của Khải ra thì Khải không có sai đi đâu được nè. Đó, như cái gia truyền này rất là tiếc. Nếu mà sinh lực 100 nữa thì quá đẹp luôn. Cái nội lực này hơi là tiếc. Chỉ lấy được cái dòng kháng tất cả 13 thôi. Còn cái dòng kháng độc 3, nội lực 99 vứt nè. Chung là gia truyền này, nếu mà đầu server gia truyền này phải tranh dưới 25 kim đến 30 kim là khoảng từ 2 triệu nè, 2 triệu gia truyền này. Nhưng mà so đến với hiện tại server đã ra 3 tháng như thế này thì Khải nghĩ gia truyền này nó cũng, nếu mà cao thì nó khoảng 1 triệu rưỡi, khoảng 20 kim hoặc là 22 kim đó. Rồi tiếp tục đến cái áo, một cái áo. Cái áo này hơi cùi nè, có thiệt lòng áo này hơi cùi nè, tại vì là gió đang mà hiện tại Khải thấy những cái áo nữ phục hồi 40 sinh lực cao hợp kim ở server này cũng khá là nhiều, nhưng mà có vẻ như anh ta chưa mua được cái áo nào ưng ý nè, nên là đang mang cái áo này gọi là hơi cùi. Áo này nếu mà ngồi shop thì Khải nghĩ nó ngồi bán khoảng 100 vạn, cho 100 vạn khoảng tầm 200 xu. Áo này hơi cùi đó. Nói chung là có vẻ là sau này sẽ thay cái áo khác, tại vì mình nhìn vào là mình biết áo giá server như thế nào thôi nè. Áo này thì lúc đầu thì nó có 1-2 kim ấy, nhưng mà tầm này thì nó còn tầm 1-200 xu nữa mà, tại vì những áo ở kim này nó ra khá nhiều. Đó, đó là vấn đề đầu tiên. Còn vấn đề thứ hai này, chắc có vẻ anh này thích áo sexy. Đó, anh này thích áo sexy nên là chịu khó, tao không mang sinh lực nhưng mà tao mang áo sexy cho nó chất lượng, nó lòi vũ lượng đồ cho nó vui nữa. Thấy chưa nè. Rồi tiếp tục là anh em cùng xem qua bao tay. Một bao tay 540. Ở server này thì bao tay nữ cũng khá là nhiều. Bao tay này nếu mà Khải nghĩ thì anh này mua bao tay này khoảng tầm, bao tay này nha, Khải tầm 2-4 kim là cao nè, 2-4 kim bao tay này nha. Tại vì bao tay này chỉ lấy được một dòng làm chậm thôi, không sinh lực không gì cả, nên ở khoảng tầm 2-4 kim thôi. Thì một đai lưng, một lưng khá đẹp nè, đai lưng kháng lôi 24, sinh lực 114 chứ. Đai lưng này khá đẹp cho gió đang luôn nè. Gió đang thì cứ ưu tiên sinh lực mà phúc luôn nè, cứ ưu tiên sinh lực mà phang thôi. Đai lưng này thì Khải nghĩ ở server này thì nó cũng tầm, như hôm trước Khải mua một cái 23 sinh lực cao, Khải mua 5 kim. Thì không biết cái đai lưng này anh có mua 5-7 kim không thì Khải không rõ được, tại vì tùy người mua thôi. Đai lưng này không biết bao nhiêu, là Khải nghĩ thì 5-7 kim nè. Nói chung đồ tầm trung rồi đó. Rồi tiếp tục đến đai nhẫn. Một nhẫn này không khác gì bên anh AG Tũng luôn nè. Sinh lực lực kháng sinh lực 120 và kháng lối 19, nỗ lực luôn, khá đẹp. Nhẫn này cũng tầm dao động 3-5 kim rồi nè. Đó, đai lưng thì 5-7, còn nhẫn này khoảng 3-5. Nhẫn trên này, nhẫn trên sinh lực cao, ok. Nhẫn này thì sinh lực 140,
Thì Khải nghĩ là nhẫn này thì ở server này thì do đang chỉ cần sinh lực thôi. Thì cái nhẫn này thì ngoài shop ấy khá là nhiều, sinh lực cao khá là nhiều. Cái nhẫn này Khải nghĩ nếu mà cao lắm mua là cao lắm là 1 kim, 1 kim rưỡi để có được sở hữu cái nhẫn như thế này. Mà chắc lắm là 2 kim, nếu mà chắc lắm là 2 kim cái nhẫn này. Còn nếu mà Khải mua thì cái nhẫn này cao lắm Khải mua 1 kim, 1 kim hơn thôi. Tại vì nếu mà Khải cho do đang thì Khải cũng mua tầm đó 1 kim rưỡi, 2 kim tầm đó, không hơn được. Rồi tiếp tục ngập bội. Ngập bội khá là chất, kháng hỏa 17, sinh lực 138, kháng hỏa 17, sinh lực 138. Đó anh em thấy chưa, anh này cũng biết cách build đồ nha. Đó anh em thấy chưa, sinh lực rất là cao, không cần nỗ lực luôn em. Tầm này cứ tăng sao mà cái nội công mà mana tầm 6k, 6k rưỡi, còn lại full sinh khí cái dạng là phang, rất là trâu. Rồi tiếp đến cái bò này thằng nghĩ chắc cũng tầm 2 kim hơn. Ai này, đôi giày này mới gọi là chất lượng rồi nè. Đôi giày này mới gọi là chất lượng rồi nè. Nãy giờ mới thấy cái đôi giày mới chất lượng này. Đó, được cho mình cái tóc 21, rất là tiếc là tóc 21 thôi. Nếu mà tóc 22 là đặc đẹp luôn nè. Nếu mà tóc 22 là kèm với giỏ đăng một điểm tóc chạy là đẹp luôn. Tại vì một điểm tóc chạy của giỏ đăng là 18 nè. 18 cộng thêm 22 là được 40 tóc, quá đẹp. Rất là đen là 21 quá nhỏ. Rồi, được lấy cho mình một dòng sinh lực 138, chuyển hóa 8 luôn. Cái này được kích được chuyển hóa nha. Kích được chuyển hóa với khăn lo rồi nha nè. Rất đẹp, đôi giày này rất đẹp. Nói chung là tổng sơ qua thì đôi giày này nè, nhìn nó vậy nhưng mà đẹp đẹp vậy mà giá nó không bao nhiêu nè. Giá tầm này cũng tầm trung thôi. Cái giày này Khải nghĩ nếu mà mua thiệt tình mua cao lắm là 2 kim nè. 2 kim nha, 2 kim đến 3 kim ngoài đầu. Đó. Rồi thì tính qua sơ qua cái tổng thì set đồ này đang có cho mình 40 chậm. Vỏ đan này đang có cho mình 80 chón nè, ưu tiên chón nè. Đó, cái vũ khí 4 triệu này. Đó, nón là tầm 2 3 sĩ nè. Đó, 2 3 sĩ hiện tại đang có cho mình 80 chón và hai món này khoảng 4 triệu hơn, gia truyền này khoảng tầm 20 kim đây, 1 triệu rưỡi đây. Là kèm với 1 triệu rưỡi nữa thì 4 món này tầm 6 triệu. Đó, 4 món này tầm 6 triệu, bao tay này tầm 200 nghìn, 300 nghìn đây. Thì 6 triệu 2, xem 2 với đai lưng này khoảng tầm 5 kim khoảng tầm 5 đến 6 kim khoảng tầm 3 rưỡi đây. Khoảng 6 triệu rưỡi, nhẫn này khoảng tầm 200k, 6 triệu 7, đó, nhẫn này khoảng 1 kim. 6 triệu 8, đó. Nhập bò này cũng tầm 2 kim khoảng 150 đi, 7 triệu. Đó, nói chung là cái giày này khỏi tính đi nè. Nói chung là 7 triệu hơn một tí. Nhưng mà Khải nghĩ cả set đồ này nếu mà thiệt tình mua thì cũng tầm 7 triệu quay đầu nè, cả set đồ nha. Nói chung là 3 set đồ này cũng khá là đều nhau, ai cũng tầm dưới 10 triệu là đủ chơi nè. Nói chung là tầm này cứ một ạc 10 triệu là anh em có một ạc VIP anh em đánh. Gọi này là VIP anh em, gọi là VIP ấy. Này là quá VIP anh em. Tầm này gọi đồ, những đồ đạc của anh em như thế này gọi là hàng no server anh em, không ít đâu nè, chứ không phải hàng thường đâu nè. Còn Khải soi đồ mạc nào mà tầm trung á thì Khải sẽ bảo việc chung. Tại vì tầm trung thì những set đồ nó cũng dao động 1 triệu, 2 triệu quay đầu là gọi là tầm trung. Còn như thế này gọi là hàng VIP rồi nè. Một set đồ tầm 7 8 triệu là VIP rồi nè. 7 8 triệu là VIP rồi. Rồi nói chung thì set đồ tổng quan thì 80 chón, 40 chậm rồi nè. Đó, khăn lôi khá đẹp. 19 24 19. Đó. Khăn hỏi thì quá đẹp luôn, 19 25. Trời ơi. Nói chung là ạch nhỏ đang quá đẹp. Quá đẹp tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Rồi, nói chung thì cảm ơn em đã theo dõi video ngày hôm nay và cũng như thay mặt AMGTL cũng như Diệt Khải Gaming, anh em xem video và đừng quên ủng hộ hai anh em một like chia sẻ cho nha anh em ơi. Nói chung là ba set đồ này quá đẹp anh em ơi, không còn gì phải chơi nữa thiệt. Ở server này anh em nói thiệt luôn, Khải nói thiệt anh em luôn, những người mà họ sở hữu những món đồ như thế này á đếm trên khá là nhiều. Vì sao? Người ta đầu tư, biết vì sao đầu tư server chất lượng. Đầu tiên anh em cứ nghĩ vào đây, server chất lượng. Đó, server chất lượng thì người ta có thể đọc tiền và người ta chơi thoải mái, không cần phải suy nghĩ. Đó. Còn Khải nói thiệt anh em, những cái server mà không nên chơi á, nhiều khi anh em không dám đầu tư thì đồ đạc nó rất là rẻ, đơn giản là rẻ là đầu tiên. Mà adder nó bung đồ nhiều quá hoặc là mình chan ra đồ nhiều quá thì đồ nó sẽ rẻ nữa. Còn server này khẳng định với anh em một câu luôn, đến bây giờ 3 tháng và những món đồ xanh như thế này đang gọi là hàng no server. Đó, xác định và nói cho anh em một câu cuối cùng là hiện tại những món đồ như này, những ba anh em đang sở hữu gọi là đang no đó nè, đang no server đó nè. Rồi nói chung thì không có gì, cảm ơn em đã theo dõi video này và chúc anh em luôn vui vẻ và ủng hộ Khải một like chia sẻ chơi nha. Bye bye mọi người.